chào tất cả mọi người đã quay trở lại với Nếu các bạn có nhu cầu làm đẹp chị mụn, chị thâm để có một làn da căng bóng mịn màng, hãy liên hệ anh em mình qua số Zalo 0585 89 86 88 để sở hữu sản phẩm bột trà xanh đắp mặt Tama TV 100% chiết xuất từ thiên nhiên, không chất bảo quản. Nhà mình quyết định khai quật cái tổ mối này để bắt cái con mối chúa nó bằng bắt mối chúa cho vào ăn như đun rửa, ăn mà sẽ thử thách ăn như đun rửa, dìm mắm ăn sống. Nhưng mà tình hình là nhưng mà anh ăn nhé, tao ăn được hết. Nhưng mà tình hình là như thế này, thiếu đấy nhỉ, đi em chảo đâu đấy, đấy chảo đi, chảo là cái gì, em chọc đó. Thôi mình gãi nữa. Tình hình là mày về lấy cho tao cái sào beng, anh ấy về mà lấy. Mày có về lấy không hay là để tao cho mày đầu rơi khỏi cổ? Suốt ngày cãi. Đi! Lười! Đưa em đào cho anh về anh lấy. Đi 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 đi. Nếu mà không đấy được thì anh em mình còn đi đào chuột. Ok. Cứng cái nhỉ. Đào chuột xong cho em mượn chuột em đào nhé. Ừ. Cứng thật đấy, nhanh lên. Đấy. Đi 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 đi. Mọi người biết đây con gì không? Đây là hai con sam mình lấy từ ngoài biển về đấy. Hôm nay phải lừa thằng báo đệ xem nó biết con này con gì không. Tí nữa mình giấu nó ở đâu nhỉ? Cho nó xuống tổ mối này xong rồi cho nó lên nó đào xem, xong nó bắt được xem nó biết là con gì không. Xem là thái độ nó như nào. Kéo lại chạy một dép, gặp con này chạy một dép luôn. Ấy, đi đâu, đi đâu, đi đâu? Ở đây để đánh tiếp canh nhá. Hai con này khá là ngoan. Đủ nhau đi đâu. Nhưng mà bây giờ nếu mà lấp vào tổ muối này lấp vào tổ muối này thì nó hơi cứng, không biết bây giờ làm nào này. Giấu vào đầu ấy, xong rồi để cho nó kiểu như ấy, kiểu như bắt được ấy, tình cờ bắt được ấy. Lật ngửa nó lên nó chạy. Làm đi. Đấy, mày dạy đi, mày chạy hộ bố mày cái. Trông nó rất là hay nhá. Có càng kẹp như cua này. Con này hay lắm mọi người ạ. Ấy. Đây. Chân nó này. Càng nó này. Kẹp thử cái này. Con này nó không kẹp đâu. Căng lên để làm gì ấy nhỉ? Ok đó. Bây giờ từ đào cái tổ muối này lên đã. Nó cứng thế này, lấp thế nào ạ? Hôm nay là chỉ là
chôn nó thôi. Chứ thật ra trong tổ muối làm gì có con sao. Đấy. Đã được đấy. Tình hình là hơi cứng mọi người ạ. Khả năng là bây giờ mình sẽ đi tìm một cái ổ khác nó mềm mềm. À, xuống luôn đất ruộng. Xong rồi bê cái mối này đặt lên trên để cho nó giả vờ là tổ mối. À. Đi theo anh. Đi. À, đây, đây. Đây, kiếm luôn cái chỗ này mọi người ạ. Đấy, dễ dàng như này. Đực à, xuống trước mọi người. Anh vừa phết đấy. Ai xa. Tình cờ bắt được đôi sam. Đây. Đây là vùi đất xuống tí nữa cho nó đào lên. Đấy, đừng có chết nhé. Tao tao vừa tìm được tổ khác, tổ này mềm lắm, nhưng mà vẫn phải kia. Tổ kia anh không đào nữa à? Không. À, thế hay mày đào tổ này đi để tao về tao lấy sau viên đào tổ kia. Cứng. Không cứng đâu, đào đi nhá. Anh đào gì sao mới tung này? Không. Vẫn đang đào đi. Có dưới đây có con to lắm đấy nhá. Ok. To thì cũng chỉ bằng ngón cái thôi chứ. Ui, dễ nhỉ. Mày muốn cái kia bao nhiêu vậy? Ui. Chụp thế. Ấy. Cái gì ấy? Monica. Ôi cái gì ấy nhỉ? Ui đá quý, đá quý. Đá quý. Lấy đâu con này đấy? Ui anh ơi, có con. Hả? Con nhện, một con nhện, một con ba ba này. Sao lại nhện? Nhện tinh. Ui. Bên ngoài. Con gì đấy? Con nhện. Mày lấy đâu đấy? Em đào trong tổ mối này hay là mối chúa sao đấy? Mối chúa. Ừ. Con này to thế nhỉ? Ui,
Này chắc là ba ba rồi. Con này ăn được không nhỉ? Không phải, ui. Con này ba ba. Được rồi. Thì ba ba chắc ăn được. Con này ba ba nó thành tinh rồi. Mày chết rồi. Mày đào được nó, mày tối về nó mày. Ý. Tối về nó. Nó bóp củ chết toi. Thế làm nào? Lạy nó đi. Đấy, lấy về lấy nhang nữa. Lạy thế nào? Đấy, cúng đi. Lấy về lấy nhang nữa. Mày đào được ở đâu lại chôn nó lại đi. Đấy. Chôn nó lại đi. Anh chôn đi để nó cắn không, em à? Tao động vào nó, tối nó về nó bóp cổ tao chết. Anh nhờ vô động nó, anh chạm nó. Điên là tao có bắt được nó đâu. Chạm nó đây. Tao bắt được nó đâu. Mẹ, tối nó về. Chạm rồi, anh chạm rồi đây. Chạm đi việc cái gì mày bắt nó ra cơ mà. Anh chẳng bắt. Không, con này ba ba thành tinh rồi, mày chết. Mày. Ôi. Ờ, con này nhảy trên núi Côn Lôn rồi xuống ấy. Làm gì còn núi Côn Lôn ở đâu? Núi Côn Lôn ở đằng sau núi Ba Vì ấy. Ăn được. Ăn được à? Ăn được mà. Trời ơi, anh bảo là con này bị đấy ăn được à? Bị đấy là gì? Con này. Con này là con run đất. Nó kiểu sống lâu năm mà không thấy cái đuôi nó mọc gai gì thế à? Thế thì anh bị dở à? Là món run sao xả ớt. Nhiều sán không ăn được đâu. Ăn được. Ăn không? Ăn không? Để tao về lấy đồ đánh tiết canh nhá. Mày đem rửa sạch đi. Đánh tiết canh nhá. Ừ. Ăn được khỉ ấy. Ăn được. Không ăn được. Mày nhớ nhá. Không ăn nhá. Thế thì mày đem rửa cho tao đi để tao. Thèm vào. Thèm cái gì? Anh đi mà rửa cho anh. Mày biết con gì đấy không? Anh đổi cho em. Mày biết con gì đấy không? Đặc sản đấy. Đặc sản mày dưới đất. Đặc sản hải sản đấy. Rồi. Đi rửa sạch. Hải sản gì? Mày hả? Hải sản ở ngoài biển ấy. Điều. Chắc là nó đục tường độ thổ ở đây. Từ biển về đây mà nó còn sống. Giời, sống chứ sao không sống. Thế con này là con gì? Mấy trăm nghìn của tao đấy. Hôm qua tao chôn nó ở đây để tao vừa chôn một con to nó để ra con nhỏ này. Trời đất. Ờ. Ở tao tao đem ra đây chôn này mày tí thôi. Để lại con to để cho nó để. Không, tí tao chôn mày xuống đây cho mày để con khác. Dở. Hố này hố thần kỳ mà. Có mà để dòi thì có. Ba hôm là mày trương bụng lên là mày để ra khối con khác. Đi, rửa thịt cực kỳ đặc sản, ngon cực đấy. Thế, ăn không? Thế mà anh bảo là con gì? Sao nó lại ở đây? Hố này hôm qua tao bắt một con về tao chôn xong nó để ra con này. Hố thần kỳ đấy, mày giúp chúng đây mày ở đi. Xong rồi nó để ra thằng... Con này ăn được à? Để ra thằng Mao Mini nữa. Được. Ôi. Hôm nay anh em thế mình sẽ... Thế con này nướng thế nào? Hôm nay anh em mình sẽ làm một món cực kỳ hay. Con này sẽ để nướng mỡ hành này. Con này... Anh ơi, nhưng à, mà... bây giờ... Con này tên là gì? Con Sam. Con Sam á? Bây giờ hấp con này lên. Để lấy thịt con này để đánh tiết canh bằng con này. Bằng tiết canh con này. À đấy. Thế anh độc ác thế. Thử cắt tiết nó ra. Lấy thịt nó để cắt tiết nó. Gì nào? Cắt tiết nó ra. Ui, tiết đấy, ui. Đâu rồi? Tiết xanh lè. Đâu ra cả đất nữa. Chưa rửa sạch à? Chưa rửa sạch. Cái tiết này chắc bỏ thôi. Chưa lỡ 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 ấy. Lỡ lỡ á? Ôi, tiết nó như kiểu có mùi trắng ấy nhỉ? Tiết những con ở biển hay mặn mặn. Và bây giờ thì hấp con này đã. Mày đem con này rửa sạch đi. Hấp á? Ừ. Ui nhiều tiết thế. Ui. Kinh nhỉ. Rửa sạch để tí nữa cắt tiết canh để đỡ bị bẩn nhá. Tao đem hấp con này để xong bắt đầu lọc thịt nó ra băm vào để lấy tiết con này đánh tiết canh. Mày vẫn chưa hết tiết này. Thôi được, để tí tiết cho nó ngọt. Ôi ừ, nhóm lửa đây. Em rửa con này nhé. Chín chưa? Chắc là chín rồi. Thơm đấy nhỉ. À. Ăn được chưa anh? Cho em ăn một chưa. Chén. Từ từ, đem sang đây để lọc thịt đã, lọc thịt. Thử chân đi. Lọc thịt đã. Lọc thịt đã. Con... Ui cái gì đấy? Gạch à? Chắc gạch là nước đấy, nước mặn lắm. Ui nước đấy, lắm đấy. Ui. Rồi kệ nó. Nước mặn, nó ngấm cái thịt. Phí. Ngấm thì nó ngấm từ nãy rồi. Lượng lên là chẳng ngấm. Ui mỡ ấy sao mọi người ạ? Không chưa ăn mỡ nữa. Ăn nó như cái gì nhỉ?
mới biết được. Bây giờ phải lấy được cái thịt nó ra đã. Ăn hay lắm mình ạ. Ăn như kiểu cua chưa sợ chưa chín ấy. Thật đấy. Giống vịt cua. Ôi đây thịt nó này. Thêm nữa. Cắt nữa. Thịt nó ngọt lắm. Mày đừng có chấm vào nước của nó mặn. Ủi nước ạ. Ngọt nhỉ? Ăn đi ngay. Ăn giống con cua. Đồ bỏ đi, đồ bỏ nước ở trong bát đi. Ăn giống con cua anh ạ. Căn bản là anh em mình chưa thịt con này bao giờ nên không biết thịt nó kiểu gì. Rất là khó. Cho em một cái càng. Rất là khó nhằn, từ từ. Rồi. Quay phết nhỉ. Kéo đi. À, đây đây. Chắc là bóc từ trên này. Đấy. Đây. Mày sang lấy cái thi hả? Thi hả? Ok. Mùi nó hăng hăng gây gây ấy. Đây, thịt này. Ui, nước ạ. Này. Em khéo quá. Từ 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 khéo rách ruột nó là vỡ mồm đấy. Rách ruột á? Thế em ăn cái ruột rồi. Mày điên này, không ăn được ruột nó. Ăn ruột. Bịa. Bịa. Suốt ngày đòi ăn cứt. Thấy cái bát. Con này giống cua lắm. Thấy cái bát này đựng thịt nó, thịt nó này. Hay hay ấy. Ăn giống cua cua ấy. Ây à. Kéo này. Kéo này nó cùn quá. Ui em cho ra đớt đi. Ui. Trong đây có thịt. Trong đây mảng thịt to lắm. Ui thịt trắng bông này. Ui xa. Thịt ở đây lại ngon nhỉ. Ngọt. Ngọt lắm, ở ngoài này nó ngấm nước mặt. Họ bảo gì chẳng nghe. Bảo là họ bảo chẳng yếng. Bảo là thịt sống nó đi thì không nghe. Để ăn một con này cũng là một vấn đề nan giải. Quá mệt, quá mệt. Rồi. Bỗng đít nó. Bỗng đít nó lắm thịt nhờ. Anh ơi cho em cái này vì em về làm muội lắm. Móc thịt đi. Rồi, cuối cùng là đã giải phẫu thành công con này mọi người ạ. Bây giờ để xem thịt nó ở đâu để bóc ra cái bát này. Giải mã đánh tiết canh. Đấy, đánh tiết canh bằng cái thịt này. Đây, chỗ khâu đít này nó nhiều thịt. Thịt này mọi người ơi. Em bóc ra nhé. Khâu đít này có thịt rồi. Ôi, ít thịt lắm. Ít thịt chả dám ăn đi, dành để đánh tiết canh để ăn. Mày à bưởi. Nó cứ lợ lợ ấy. Anh muốn đánh tiết canh là nghe anh phải dùng con tôm nhá. Không có tôm. Ui ruột nó này. Ui. Em. Ruột to thế. Cho em nhá. Ui chết mẹ. Vỡ ruột rồi. Ui. Thịt đâu? Cả một con chó đùng này không có thịt. Nè. Nó có một tí mỡ rồi anh ạ. Nè. Tình hình khả năng phải đi kiếm cái gì đánh tiết canh đi chứ cái này không đánh được mọi người ạ. Cái kiếm tôm ấy. Này thịt nó ấy. Đây có thịt này nhưng mà thịt kiểu gì này. Có con đực cho một núm này này. Có khả năng là con này anh em mình nghịch dại rồi. Bây giờ à chân nó anh, chân nó. Ừ, thử chân nó xem nào. Chân nó không có ấy.
Khả năng bây giờ là anh em mình phải chế biến cẩn thận con kia thôi. Bỏ qua cái món tiết canh này. Hay là về lấy cái gì đánh tiết canh? Lấy tôm ấy. Tôm lấy đâu ra? Đi mua. Xem. Bây giờ chợ bán này đấy. Anh xem chợ có. Mà xem. Từ từ. Có thịt, chân nó có thịt. Chân như chân cua ấy. Xem nào. Con này hỏng mất con này mà. Ui, có thịt, có thịt. Mặn lắm. Mặn á? Ừ. Thịt con này ngon chó đâu nhỉ. Hay hay ạ. Mặn mặn. Lỡ à? Mặn. Đây này, thịt nó ăn như kiểu thịt này này. Mặn mặn đấy. Ngon ngon. Lỡ lỡ anh nhỉ? Không ăn thua mọi người ạ. Anh đi kiếm cái gì đánh cái cây nó đây. Được. Anh ơi. À, con này thất bại mọi người ạ. Bây giờ anh em mình vẫn còn một con nữa. Hỏng một con. Hỏng mất một con rồi. Thôi, đợi tao đây nhá. Ok. Đừng có nướng nhá. Thế em ăn chân nó nhá. Tao lên về lấy mỡ hành nướng. Thất bại ở cái con đầu tiên rồi mọi người. Và anh em mình vừa phải lấy thịt bò Mỹ ra để làm bổi. Mày thấy thịt bò Mỹ của anh ngon không? Thịt bò Mỹ có thịt lợn gì cơ. Thì bây giờ nó thật ra nó thịt lợn nó đắt như thịt bò. Coi như là thịt bò Mỹ rồi. Em cắt tiết rồi. Nào. Anh giữ đi em cắt tiết rồi. Đấy nhá. Xẻo đúng chỗ này nhá. Em thấy cho anh xẻo ngay rồi. Xẻo đúng chỗ đấy nhá. Ấy, đũa đâu? Để tao khoáng. Không phải khoáng. Gài thế. Đấy. Xẻo. Ui. Ui. Ui ơi. Anh thấy em kinh điển không? Ui. Thế rồi, thế thôi, thế thôi. Trộn lên, trộn lên. Ui, con này nhiều tiết đấy, ui. Đùa đâu. Ui. Anh ơi, cho thêm vào đây. Thiếu, thiếu. Không thiếu đâu. Thiếu. Ui, nhiều tiết thật đấy. Thế thôi. Nhiều rồi. Còn một bát nữa này. Tiết này tí nữa không biết dùng được gì không? Hay là trộn vào thịt để nướng. Mình sẽ nướng mỡ hành con này. Nào mày bỏ nó lên trên đi. Bỏ lên trên tí cho nó đông. Để tao... Con này phải làm thật cẩn thận. Con này phải mổ nó ra mọi người ạ. Kiều ơi, anh ơi. Hả? Ui, không ăn được. Hả? Đây như kiểu nước xả công phô này. Điền. Ôi, kiểu người ta lại tiết này làm nước xả ấy. Em được rồi, tiết canh nhá. Mày rửa ra. Không phí bạc gì. Để đấy thì tao ăn. Sao xanh lẻ đấy. Ai da. Hóa ra nó là như thế này mọi người. Đây. Vất vả mãi mới lọc được nó ra. Ui, toàn nước thế này chẳng mặn. Nấu cả con thì ăn thế nào được. Đấy, bây giờ phải lọc. Anh lọc được chưa anh ơi? Lọc được rồi. Ui. Giờ phải cắt riêng từng con ra. Anh lọc được nguyên cái này ra. Từ từ để bỏ ruột đã. Ách nhờ. Ruột nó đây này, dạ dày nó đây này. Đâu? Lúc nãy mình để cả dạ dày để nướng. Cá kia để nướng. Xong tí nữa mình mắt. Có để vào đây không anh? Hả? Có thì nữa. Bây giờ phải lọc thịt ra làm thịt đã. Ruột nó đây này. Người ta bảo nguyên tắc là không được để vỡ ruột. Lúc nãy thì mình làm cá ruột ăn. Nhây nhớt. Khó hơn thịt bà mọi người. Bà ba mình thịt cũng dễ hơn. Anh thịt bao giờ đâu? Trước là thịt rồi. Ui, lòng này ngon, kiểu ngon nó lòng cá ấy. Mày ăn pịa không? Có. Đấy, lấy bát đấy. Tao gắp pịa cho mà ăn. Không biết con này nó ăn gì anh nhỉ? Ai biết được. Nó đít nó ở đấy à? Thịt nó này. Ai da. Đấy. Eo. Đấy, thịt đấy. Cắt lại. Thì nó để lại vào đấy. Mày đổ vào cái bát tiết này. Eo. Đông luôn này. Xanh lẻ đông luôn này. Đóng, đây gọi là tiết canh cỏ. Tiết canh cỏ mày mình đấy.
À, nó ăn con tôm hay con gì này? Tôm. Được, để lại. Con này ăn tôm rồi ạ. Rồi, mình sẽ nướng. Ấy, mỗi cục này. Nhưng mà còn chưa biết là trong này có nhiều thịt không, thôi đi nướng đã. Cho lên mai nướng. Thử cắt nốt cái này ra xem nướng xem ăn được không. Cắt khúc đi vào đây. Rồi. Xếp gọn vào đây đi. Từ từ không, nướng ra ngoài, nướng cả kia đi. Rửa đã. Trên mai ấy. Rửa đã. Đi, anh nướng ở ngoài nhá. Sao anh không cho lên mai nó mà nướng? Ui, mai nó có cái gì đâu? Không có gì á? Nhưng mà nó thơm. Kéo thế này còn lọc thế này còn được. Đấy gọi là được nhiều thịt rồi đấy. Chứ để như lúc nay anh em mình hấp cả con kia lên. Ui, trông nó chả có cái gì toàn mỡ thôi. Nhìn như chân con cua ẻm ấy nhỉ? Như chân cua luôn. Hay thật. Rồi. Thôi bây giờ chỉ đợi chờ kết quả thôi mọi người. Ui xa. Trông cảm giác nó chín chưa anh nhỉ? Chắc là chín rồi đấy. Do đấy. Cho lên đây ăn đi. Ui chín rồi. Dây dài á. Ngọt nhé. Khả năng anh ấy thơm lắm. Kiểu này chế biến kiểu này hay hơn đấy. Sao? Bây giờ anh em mình sẽ thưởng thức món tiết canh trước. Ăn thử tiết trước. Thử món tiết này nó thế xem miếng. Thử nào. Ngon không? Hả? Anh cầm đi. Cũng ăn được nhưng mà không ngon mấy đâu. Anh không cho nước. Anh không cho mì chính. Có. Cho mì chính rồi. Hay là thịt lợn không ngon. Mẩy đến kiếm miếng à. Để đấy thì nó mát không... mát mà. Mát mát mà nó không đông hẳn. Có vị thịt lợn mà chứ mà. Có vị thịt lợn. Thịt bò Mỹ đấy. Rồi mình sẽ thử cái chân nó mọi người nhá. Ừ. Mát lắm mọi người đây, ạ. Đây. Đây là cái miếng đuôi đuôi này. Ngon đấy. Nhiều thịt nhất này. Em làm thử miếng chân này. Ừ. Cũng được. Nhưng mà không ngon bằng cua mọi người ạ. Cua ngon hơn. Kiểu nó như là cua nhưng mà mặn hơn. Lúc nãy nướng mỡ hành là mình không ướp mà gia vị gì đâu nhá. Nhưng mà nó đấy hơn à. Cái thịt nó gì? Thơm. Có tí nó dính vào cái mài nữa. Đó. Như thịt cua luôn. Anh nhìn em ăn con này mà xem này. Cái gì đây? Đây này anh nhỉ. Cái này mỡ không ăn được. Đấy, toàn cái mỡ mà mình cứ tưởng là trứng ấy. Nướng thử lên này. Thịt thế này anh ơi. Cho cá. Anh ơi thịt này. Thịt này. Đó. Thử cái chân nó. Đây, chân khá là lắm thịt. Chắc là có mỗi cái chân này là có vị hơn này. Thịt ở trong cái chân này. Em chỉ là chị em. Đây, số thịt này mọi người. Đấy. Ở nhà xem nhá. Mềm anh giống lắm cua ấy. Đồng nướng ấy. Mềm lắm nhá. Mùi giống nhỉ anh nhỉ. Mềm lắm đây này. Cái vỏ nó mềm mà nó thịt nó toàn bị dính hết vào. Ây, bỏng thế. Nó mặn mặn đấy. Đây. Đấy, toàn bộ thịt đấy. Không ăn thua. Cái thịt này mà tỏi ở ra ngoài thì mỡ hành thì ngon nhỉ. Ừ. Không ngon. Mẹ món này bình thường. Mặn, bình thường. Nếu không muốn nói là không ra gì. Cả con Sam thì có mỗi mấy cái chân này thôi. Với lại cái đuôi nó như nhiều thịt tí. Thế ăn cái chó gì nhỉ? Ăn được chiếc cành, em ăn chiếc cành được. Không ngon. Chiếc cành ăn được. Cái chân nó vẫn mặn. Nếu mà để mà nói so với cua thì cua hơn nhiều. Chiếc cành ăn được. Về giá cả thì cua nó đắt hơn tí nhưng mà chất lượng hơn. Dù ăn con này không ngon lắm. Ăn như kiểu cua rừng rồng cháy ấy nhỉ. Mẹ còn mặn nữa. Có mỗi cái cẳng này nhiều thịt nhất đây này. Nhưng mà nó mặn mặn. Ừ.
chỗ lòi ra nó dính mỡ hành ngon hơn. Ừ, toàn gì dính cái gì sật sật quá. Đâu, mỡ. Nó mất cái sật sật dưới bên đấy. Trong. Sật sật không? Vẫn thế. Em thử ăn cái họng nó mà. Em thử họng, họng con này nhé mọi người nhé. Ra gì không? Đói ăn được đấy, như kiểu nhai cao su ấy. Nó cứ hăng hăng ấy. Này anh ơi, chung ở anh em mình không ăn được cái này rồi. Mình mút chán. Ôi, điều chuyển sang ăn tiết canh. Nói chung là không hợp với cái món này. Không ngon. Thôi clip này anh em mình xin phép kết thúc ở đây. Bye bye tất cả các bạn nha. Nếu các bạn thấy clip của anh mình hay để lại cho anh mình một like, share, comment, đăng ký kênh và ấn chuông bên cạnh nha. Bye bye. Khả năng là xem trên mạng, trên nhà hàng nó nấu ngon hơn thì sao? Người ta phải nấu chua hay nào ấy nhỉ? Chả biết được thôi. Xong rồi tất, tao ăn tiết canh. Ai cầm mâm về này. Tao đi đào chuột đây. Để đây tí nữa về dọn nhé. Cảm ơn mọi người đã xem hết video của anh em mình. Sau đây thì anh em mình xin phép giới thiệu cho mọi người một bộ sản phẩm, đó là bột trà xanh Matcha Tamao TV 100% chiết xuất từ thiên nhiên, không có hóa chất bảo quản nhé. Thì công dụng của bột trà xanh này thì nó sẽ làm trắng da này, trị mụn, trị thâm này, giải trừ độc tố trong da này. Bạn nào có một làn da bị mụn, bị thâm và chưa được ưng ý về cái làn da của mình ấy, thì nhớ liên hệ với anh em mình để sở hữu bộ sản phẩm của anh em mình nhé. Và sau đây anh em mình sẽ hướng dẫn mọi người sử dụng một cách đơn giản nhất với bột trà xanh Matcha Tamao TV nhé. Đầu tiên là sẽ làm ướt da mặt. Hòa bột trà xanh với nước tạo thành hỗn hợp sệt. Sau đó dùng hỗn hợp bột trà xanh và đắp lên mặt tạo thành một chiếc mặt nạ. Sau 15 đến 20 phút các bạn hãy rửa lại bằng nước lạnh. Đó là một cách đơn giản nhất để có một làn da căng bóng mịn màng, da trắng và khử độc tố trong da nha mọi người nhá. Và một cái nữa đó là nguồn gốc xuất xứ của sản phẩm của anh em mình rất là rõ ràng nhá. Đây là bộ hồ sơ về nguồn gốc xuất xứ của bộ sản phẩm của anh em mình nhá. Đó. 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 Sau khi mua về mọi người có thể lấy điện thoại ra và check cái mã vạch ở trên sản phẩm của anh em mình, sẽ ra tên sản phẩm này và nguồn gốc xuất xứ của sản phẩm của anh em mình nhá. Thế nên là anh em mình cam kết với mọi người dùng trong vòng 2 tuần là da các bạn sẽ được cải thiện một cách rõ rệt nhá. Nếu không cải thiện làn da các bạn thì anh em mình sẽ hoàn tiền cho mọi người nhá. Và nó có một công dụng nữa đó là giảm béo nhá mọi người nhá. Anh em mình ăn uống rất là nhiều mà không bị tăng cân, đó là nhờ thường xuyên uống bột trà xanh của anh em mình nha mọi người nhá. Ai muốn sở hữu một làn da đẹp và một vóc dáng đẹp thì nhớ liên hệ anh em mình qua số Zalo 0585898688 mình để trên góc phải màn hình nhá. Hoặc là nhắn tin vào fanpage Tamao TV Thích Xanh nhá. Chào tất cả mọi người.